Tại sao lại đổ resin isobot ta? Nó kiểu như là làm tiêu bản vậy đó các bạn. Khi các bạn nuôi isobot thì bọn nó có thể ở với các bạn khoảng một năm, một năm rưỡi gì đó. Để cho các bạn một vài lứa con nếu các bạn nuôi tốt và sau đó nó sẽ ựa. Thay vì đem bỏ thì mình đem ngâm cồn rồi đổ resin. Vô tình là bọn này cũng khá là hợp để đổ resin nha. Kết hợp với hoa lá hẹ vô thì hết bài. Hai cục resin ngày hôm nay thì mình cho isobot kết hợp với hiệu ứng sóng biển màu nhũ đen nhưng mà mình thấy có vẻ là không hợp cho lắm mình vẫn thích background là lá hơn đây là một khứ co phu nè là một loại isobot mang tông màu trắng xám khá là đơn giản thôi nhưng mà ngắm cũng dính lắm nha còn một cục này là hai đứa dòng hai quen thuộc một cặp đực cái luôn á hai đứa này thì không đẹp bằng đứa hôm qua vì mình phát hiện và đem ngâm khá trễ nên là màu nhạt đi nhiều rồi có một vài bạn lo lắng là mình dùng con còn sống thì cái đó là không có nha dù sao thì bọn nó còn sống bò qua bò lại vẫn vui hơn và còn có thể đẻ nữa đổ resin chỉ là cách để giữ bọn nó vẫn đẹp kể cả khi ưa ừ